Thôi. Đang phone ngoài xe. Dạ. Thôi thôi được rồi, được rồi. Coi như là phone đang nhiều cho. Quý. Đúng rồi. Anh John ơi, bài hát của anh nè. Thank you.
Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình, Thiên Mai sẽ trình bày bản nhạc Phố Buồn với Đỗ Tăng Đô. Thiên Mai cũng có lời xin chúc mừng con đi, em Cường thành công mãi mãi.